Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong video này mình sẽ làm một cái video review về Hostinger để giúp các bạn mua hosting giá rẻ mà các bạn lại được miễn phí tên miền. Như các bạn theo dõi một số cái video của mình ấy, thì bây giờ mình còn nói rất là nhiều về Hostinger đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì rất đơn giản là Hostinger có một cái giá cả nó rất là rẻ và tốc độ load trang website vô cùng nhanh. Đó, không chỉ thế mà có một số cái ưu điểm khác mà mình sẽ review trong video này. Thì trong video này chúng ta sẽ đi lần lượt từng các bước như sau. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn, cho các bạn mới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mua như nào, sau đó chạy WordPress như nào, đúng không ạ? Đó, thứ hai là mình sẽ so sánh giá cả này. Đó, sau đó mình sẽ xem lên những cái gì các bạn sẽ nhận được ở trong Hostinger là gì. Đó, sau đó chúng ta sẽ so sánh Hostinger so với một số cái hosting khác xem giá cả nó như thế nào và tốc độ load như nào đó. Sau tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ đi xem thêm cái giao diện khi mà các bạn dùng Hostinger ấy, có khó dùng hay không, nó có khó dùng hay không, có dễ dùng hay không. Nếu các bạn tìm một thứ nào đó ở trong đó thì nó có dễ không, thì chúng ta sẽ đi lần lượt như vậy. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ đi kiểm tra cái tốc độ load trang website của Hostinger xem nó có nhanh hơn so với những cái hosting khác không. Đó thì chúng ta sẽ đi lần lượt như vậy nha. Thì nếu các bạn xem muốn xem từng phần trong cái video này thì mình cũng sẽ để timestamp ở dưới cái phần mô tả video này. Thì các bạn muốn xem, các bạn chỉ muốn xem từng cái phần, một cái phần nào đó ở trong video này thôi, thì các bạn có thể click vào từng thời gian ở dưới cái phần mô tả video này thì các bạn sẽ được xem những cái đoạn khác nhau nha. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Việc đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua tên miền từ bên Hostinger giá vô cùng rẻ này. Thì cho các bạn mới, nếu các bạn chưa hiểu tên miền là gì hoặc là các bạn cũng không cần phải mua đâu, nhưng mà các bạn có thể xem video này để các bạn vào được trang website của Hostinger ấy, thì các bạn mở cái tab mới như này cho mình. Các bạn mở cái tab mới, sau đó các bạn viết cho mình là sinh rằng.com/ht. Đó, các bạn viết chính xác như này cho mình nhé, sinh rằng chúng con gạch ht, sau các bạn nhấn enter. Đó, sau khi các bạn nhấn enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến trang website của Hostinger. Hostinger là một cái dịch vụ hosting từ bên nước ngoài, nhưng mà ở đây ấy, có một số cái lý do rất là lớn mà đó chính là những lý do mà mình tin tưởng và mình đã dùng Hostinger. Thứ nhất là Hostinger ấy, có đội ngũ làm việc ở Việt Nam. Đó, nên khi mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có cái gì khó khăn khi mà các bạn làm website thì các bạn có thể liên hệ với họ. Các bạn có thể viết bằng tiếng Việt để liên hệ với họ thì họ sẵn sàng trả lời các bạn trong 24 giờ. Nhưng nhìn chung là 24 giờ thôi, người ta trả lời rất là nhanh, chỉ là một tiếng hoặc là vài phút là người ta cũng có thể trả lời các bạn rồi nha. Đó thì ở đây thì đấy thì các bạn thấy là trang website của Hostinger ấy nó hoàn toàn 100% bằng tiếng Việt đúng không ạ? Bởi vì khi nó bằng tiếng Việt ấy, thì sẽ rất là dễ để các bạn có thể là đọc, các bạn đọc hiểu rồi này nọ đúng không ạ? Đó thì đó chính là một số cái lý do mà mình dùng Hostinger. Cái lý do lớn nhất mình dùng Hostinger là thứ nhất nha, là giá của nó vô cùng rẻ. Đó, khi các bạn đến đây các bạn nhấn vào chỗ bắt đầu ngay chẳng hạn. Đó thì các bạn thấy thì đây có 3 gói đây, các bạn thấy ạ, 19.000 đó. Có 19.000, ta gọi là 20.000 đi, nó còn chưa đến một bát phở đúng không ạ? Một bát phở bây giờ các bạn cần phải mua là 30 đến 40.000 đúng không? Thì bây giờ có 19.000, các bạn tiết kiệm 20.000 trong một tháng để mua một cái trang website, để các bạn lập website các bạn bán hàng. Rồi như vậy thì tất nhiên là vô cùng tiết kiệm đúng không ạ? Đó, khi các bạn thấy thì khi các bạn ra đây thì các bạn có 3 gói ở đây. Đó. Thì ở đây mình khuyên cho các bạn ấy, cho các bạn mới mà các bạn chưa có thu nhập nhé, các bạn chưa có thu nhập thì mình khuyên là các bạn nên mua cái gói ở trang chủ đầu tiên này. Các bạn có thể chọn một trong hai cái gói này, cho các bạn muốn là các bạn có một chút thu nhập rồi thì các bạn có thể chọn cái gói này nha. Còn bạn nào mà vừa tạo website mà thật sự là khó khăn mà chưa có một cái thu nhập tốt ấy thì nên chọn cái gói đầu tiên này. Đó, thì nhưng mà trong cái video này thì mình sẽ không tập trung về cái phần này, bởi vì khi tập trung cái phần bên này thì nó thiếu đi một số chức năng nhỏ, nhìn chung là nó không bao nhiêu đâu, nhưng mà nó sẽ thiếu đi một số cái chức năng nhỏ. Thì để chạy được WordPress tốt nhất đấy thì các bạn nên click vào cái phần này. Các bạn click vào phần này, sau đó các bạn nhấn vào chỗ WordPress hosting này, các bạn click về thằng này. Khi mà các bạn vào cái phần WordPress hosting này thì cái gói này sẽ giúp cho các bạn chạy WordPress tốt nhất nha. Cái gói này sẽ giúp cho các bạn chạy website của bạn ở trong WordPress tốt nhất. Đó, khi đến đây các bạn nhấn vào chỗ bắt đầu ngay này. Khi
Khi các bạn nhấn bắt đầu ngay thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến ở dưới cái phần này. Thì các bạn thấy đây ấy, thì các bạn sẽ có ở đây là bốn gói khác nhau. Đó. Ở đây là cho các bạn mà nó các bạn mà có một chút thu nhập tốt thôi nha. Còn nếu các bạn là chưa có thu nhập tốt thì các bạn cứ click vào cái logo này để các bạn qua lại cái trang chủ, các bạn mua cái gói mà 20.000 thôi. Còn đây là cho các bạn mà muốn thật sự là có một trang website nó chạy tốt, thật sự là một trang website có đầy đủ các tính năng và nó load nhanh thì các bạn nên chọn cái gói này nha. Khi đến đây thì các bạn thấy đây là có bốn gói đúng không ạ? Gói đầu tiên là cho cá nhân này. Có nghĩa là nếu mà các bạn chỉ là một trang website cho các bạn thôi ấy, cho cá nhân hay ở đây cũng không nhất thiết là cá nhân đâu, nhưng mà chủ yếu ở cái gói đầu tiên này là các bạn chỉ có thể là tạo một trang website này. Các bạn chỉ có thể tạo một trang website thôi. Đó, sau đó các bạn sẽ không được miễn phí tem miền này. Các bạn không được miễn phí tem miền. Nhưng mà được miễn phí chứng chỉ SSL này. Các bạn được một cái tài khoản email này. Thì cho các bạn mà chưa có thu nhập tốt thì các bạn nên chọn cái gói đầu tiên này nha. Nếu bạn vừa mới bắt đầu tạo một trang website thì nên chọn cái gói đầu tiên, bởi vì gói đầu tiên ấy thì đã rất là đủ cho các bạn có thể cài đặt WordPress rồi, tạo website nó vô cùng chuyên nghiệp rồi nha. Thì cho các bạn mà muốn tạo nhiều trang website nhé, ví dụ bây giờ các bạn tạo một trang website rồi, mai kia các bạn lại tạo thêm một trang website nữa, thì mình khuyên là các bạn là nên chọn cái gói này, bởi vì khi các bạn chọn cái gói này thì các bạn sẽ được 100 cái website. Các bạn được một trang website ở trong cái gói này, trong đó các bạn sẽ được này miễn phí tên miền. Cái này vô cùng quan trọng nha, các bạn được miễn phí tên miền luôn, miễn phí 1 năm luôn nhé. Thì cái này cho các bạn mà mới tạo website mà các bạn sau này muốn tạo 1-2 trang website nữa thì mình highlight recommend các bạn là nên chọn cái gói thứ hai này nhé. Khi bạn chọn cái gói thứ hai thì các bạn có rất là nhiều cái tính năng khác, ví dụ như là WordPress Multiple này, sau đó WordPress tăng tốc này, các bạn có thể quản trị WordPress này, không giới hạn băng thông này, có miễn phí tên miền, đặc biệt là cái miễn phí tên miền này, có miễn phí email này, các bạn sẽ được miễn phí email. Còn ở đây thì các bạn chỉ có thể tạo một cái email thôi. Email ở đây có nghĩa là khi mà các bạn tạo một cái email doanh nghiệp ấy thì các bạn có thể dùng cái email, các bạn có thể tạo cái email bằng cái này. Đó, còn ở đây thì cái gói thứ ba cho các bạn doanh nghiệp. Nếu bạn là một doanh nghiệp mà các bạn đã có một cái thu nhập tốt rồi, một cái doanh nghiệp nhé, đã có thu nhập tốt, các bạn muốn tạo một trang website đầy đủ tất cả những tính năng và một trang website tốc độ load nhanh thì mình khuyên các bạn là nên chọn cái gói doanh nghiệp này nhé. Khi các bạn chọn cái gói doanh nghiệp ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn có cái tốc độ trang website với WordPress load nhanh nhất và đầy đủ tất cả những tính năng ở dưới này nhé. Như các bạn thấy này, miễn phí email này, sau đó các bạn sẽ có 10.000 lượt traffic băng thông hàng tháng đó. Và nhiều cái tính năng khác ở dưới này này, các bạn thấy này, có cái phần này backup hàng ngày. Ở chỗ này ấy, thì nó vô cùng quan trọng ở chỗ mà backup hàng ngày này. Ở đây ấy, mình nói cho các bạn hiểu, nếu các bạn chưa hiểu backup hàng ngày là như thế nào thì các bạn hiểu đơn giản như này. Có nghĩa là ấy, website của bạn sẽ được lưu lại một cái copy nào đó. Có nghĩa là hôm nay trang website của bạn tạo rất là tốt thì ngày mai trang website của bạn hỏng chẳng hạn, nó vẫn có một cái copy của trang website của bạn, thì các bạn có thể là qua lại cái copy của ngày hôm qua thì các bạn còn load lại trang website. Ví dụ một ngày có 365 ngày thì trang website của bạn, cái hosting này nó sẽ tự động lưu 365 file, cái file cũ đó ở trong cái trang website của bạn. Thì tránh trường hợp mà những người xấu người ta hack mất trang website của các bạn chẳng hạn, thì các bạn vẫn còn lại một trang backup. Hoặc là tránh trường hợp mà ví dụ các bạn tạo website vô cùng đẹp hôm nay rồi, nhưng ngày mai các bạn không biết lại sao mà các bạn sửa một chút nhưng mà nó lại hỏng, các bạn không biết là thế nào để qua lại chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái file backup này để qua lại nha. Đó, thì đây là một cái là vô cùng tốt cho các bạn mà doanh nghiệp. Doanh nghiệp ấy, thì các bạn nên chọn cái gói này, bởi vì một khi mà website các bạn hỏng hoặc là gì đó ấy, thì khách hàng của các bạn vô trang website mà website nó rất là xấu hoặc website nó đã bị người ta hack mất, thì như vậy thì nó sẽ rất là khó để các bạn giữ khách, hoặc là như vậy thì sẽ tạo một cái trải nghiệm không tốt cho khách. Thì mình khuyên là các bạn nên chọn cái gói này nha. Còn cho cái phiên bản Pro ấy thì đây là cho những cái doanh nghiệp nó lớn, cho những cái doanh nghiệp lớn, đây người ta có nói là doanh nghiệp vừa và nhỏ đây, đó thì các bạn nên chọn cái gói này thì các bạn sẽ có đầy đủ tất cả những tính năng này. Nhưng mình nghĩ là nếu trang website của bạn là các bạn chọn cái gói này là cũng rất là ok rồi. Còn nếu mà các bạn thật sự là muốn pro, các bạn muốn là trang website của mình hoàn hảo, cực kỳ hoàn hảo ấy, thì nên chọn cái gói này nha.
Đó, thì đây thì mình làm video hướng dẫn cho các bạn thôi, thì mình sẽ chọn cái gói này và cho các bạn mới, các bạn vừa tạo một trang website đầu tiên ấy, thì mình khuyên các bạn nên tạo cái gói này. Khi bạn tạo cái gói này thì các bạn sau này các bạn không thích chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể là nhảy ra cái gói này nha. Đó, ok, sau khi đến đây thì các bạn nhấn vào chỗ thêm vào giỏ hàng này. Mình nhấn vào thêm giỏ hàng. Khi nhấn vào thêm giỏ hàng ấy, thì các bạn sẽ thấy ở đây ấy, thì 40 đây có số tháng các bạn có thể chọn này. Ví dụ các bạn chọn là 48 tháng chẳng hạn thì giá của nó là 49.000. Đây còn gọi là 50.000 đi, 50.000. Còn nếu các bạn chọn là 24 tháng thì các bạn được tiết kiệm là 63%, được giảm giá 63%, thì giá của nó là 69.000, gọi là 70.000 đi. Sau đó nếu các bạn chọn là một một năm thôi, 12 tháng thôi, thì các bạn sẽ cái giá của nó sẽ là 119.000 ở đây đó. Thì mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn xác định luôn là một trang website, các bạn nên làm ăn về lâu về dài thì các bạn nên cho ít nhất là 48 tháng hoặc là 24 tháng đi, để mai kia các bạn đỡ cần phải là lại thanh toán này, nó sẽ mất thời gian đúng không ạ? Đó. Thì mình khuyên là các bạn nếu mà các bạn đã xác định là trang website của mình phải phải về lâu về dài và các bạn có một cái thu nhập tốt thì các bạn nên chọn cái gói 48 tháng này nha. Đó, khi các bạn chọn 48 tháng thì các bạn sẽ được giảm giá, các bạn thấy ạ, chỉ có 49.000 trên một tháng thôi, nó vô cùng rẻ đúng không ạ? Đó, ok, khi các bạn có cái gói này rồi, các bạn lưu xuống ra này, các bạn thấy này, các bạn có miễn phí chứng chỉ này, SEO này, miễn phí Cloudflare Protection. Có cái phần này vô cùng quan trọng nha, các bạn được miễn phí này, có nghĩa là các bạn sẽ được dùng Cloudflare Protect. Và Cloudflare thì là nó là một cái dạng hosting ở trên đám mây ấy, thì người ta sẽ giúp bảo vệ cái trang website của bạn. Ví dụ trang website của bạn tốc độ chậm chẳng, thì các bạn có thể nhúng ra bên Cloudflare để làm cho cái tốc độ nhanh hơn. Đó, thì cái phần này được miễn phí nữa thì vô cùng tuyệt vời nha. Đó, ok. Sau khi nếu mà các bạn chọn chọn đây là cho các bạn mà chọn cái gói đầu tiên ấy, thì các bạn nếu mà các bạn muốn là chọn backup hàng ngày ấy, thì các bạn có thể chọn ra đây. Còn nếu mà bạn đã chọn cái gói gọi là cái gói doanh nghiệp rồi thì chắc chắn là cái phần này các bạn được miễn phí rồi nhé. Còn đây là cái mình chọn cái gói đầu tiên nên ở đây nó có giới thiệu cho mình là nếu mình muốn có backup hàng ngày ấy, thì backup hàng ngày giống như là cái vừa nãy mình nói 365 ngày thì nó tự copy cái trang website của mình 365 file, thì tránh trường hợp mình làm hỏng cái gì đó thì mình sẽ qua lại được cái trang đó. Đó thì đây nếu mà các bạn nào chọn cái gói đầu tiên thì các bạn có thể là tích vào đây. Đó thì mình khuyên là các bạn nên chọn vào đây nếu mà các bạn muốn có tiền mà các bạn nếu mà các bạn có một chút tiền và các bạn muốn là trang website của mình phải được an toàn, phải được luôn luôn là backup hàng ngày thì các bạn nên chọn cái gói đầu tiên nha. Đó. Ok, khi các bạn chọn xong rồi ấy thì các bạn thấy này, ví dụ các bạn chọn này đây xong rồi. Ở đây thì các bạn ra đây các bạn cho tìm cái tên miền này. Thì ở đây mình chọn cái gói đầu tiên nên mình sẽ không được miễn phí tên miền. Nhưng mà nếu của các bạn mà các bạn chọn cái gói doanh nghiệp hoặc là cái gói doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì các bạn sẽ được miễn phí tên miền nhé. Và đây thì mình không được miễn phí nha, mình sẽ tìm một cái tên miền này. Mình sẽ tìm là mình thử tìm cái tên miền như này xem. Sau đó mình xem chấm con này, mình cần chấm con, các bạn có thể là tìm chấm con chấm vn chấm net nhé, nhưng mình khuyên các bạn là nên chọn chấm com bởi vì chấm con rất là dễ nhớ đúng không ạ? Nếu mà các bạn tìm chấm con không có thì các bạn có thể là tìm chấm net chấm info chấm org thì các bạn có thể tìm như vậy. Còn đây thì mình chọn chấm con rồi nhé, thì và mình khuyên các bạn là nên chọn chấm con rất là dễ nhớ, ví dụ google chấm com, facebook chấm con, lazada chấm con, shopee chấm con vô cùng dễ nhớ thì các bạn nên chọn chấm con nha. Đó, ok, sau khi các bạn chọn được cái tên rồi, các bạn nhấn vào kiểm tra xem tên đó có còn hay không này. Các bạn click vào chỗ kiểm tra này. Ok, sau khi bạn nhấn vào kiểm tra ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến trang website mà kiểm tra cái tên miền này. Đó thì ngay lập tức nó sẽ kiểm tra xem cái tên miền này còn không. Các bạn thấy thì ngay đây, tên miền của bạn đã nó khả dụng và tên miền này nó có sẵn, các bạn có thể mua. Trường hợp mà các bạn tìm ra đấy thì các bạn mà thấy nó đỏ đỏ nó báo là không tồn tại ấy, thì các bạn có nghĩa là cái tên miền đó đã có người mua rồi thì các bạn nên chọn cái tên khác hoặc là cái đuôi chấm khác thì các bạn mới có thể mua được nha. Còn đây thì của mình đã có rồi, cái tên miền này có sẵn rồi, sau đó mình nhấn vào chỗ thêm vào giỏ hàng này. Sau khi nhấn vào thêm giỏ hàng thì mình có thể mình nhấn vào vào giỏ hàng luôn. Sau khi nhấn vào giỏ hàng thì các bạn thấy đây. Các bạn kiểm tra này, đó đây là cái gói hosting của bạn, các bạn chọn theo ngày tháng này, sau đó ở dưới này là các bạn sẽ chọn được là cái tên miền của bạn này, tên miền này, sau đó các bạn có thể chọn chu kỳ này, ví dụ như là các bạn có thể là chọn 2 năm 3 năm đó.
À, ví dụ như ở đây giá hàng ấy, có giống như ở trên này này, ví dụ như là trong website của các bạn là các bạn xác định là làm ăn về lâu về dài ấy, và sau này các bạn không bận tâm cái việc mà trả tiền này nọ ấy, thì các bạn nên chọn cho mình là 3 năm luôn. Còn nếu các bạn là chỉ muốn thử sau này các bạn có tiền sau các bạn trả sau thì các bạn nên chọn 1 năm đó. Nhưng mà các bạn nhìn chung là các bạn chọn càng lâu càng dài ấy, thì các bạn càng được giảm giá thôi đó. Ví dụ mình chọn 1 năm thôi chẳng hạn đó, ok, sau mình chọn 1 năm sau là ok rồi đó. Ok, ở đây có một cái thông tin, một cái điều lưu ý cho các bạn mà cho các bạn mới ấy, cho các bạn đừng có chọn cái gói đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ không, các bạn cần phải, nếu mà các bạn muốn những cái thông tin của mình không bị lộ ra bên ngoài ấy, thì các bạn cần phải tích ra bên này để người ta bảo vệ những cái thông tin của các bạn nha. Giống như là khi mà các bạn mua tên miền hosting ấy, người ta có một cái trang web cho những cái bạn, những cái người mà người ta muốn quảng cáo dịch vụ này nọ thì người ta search mình, người ta sẽ thấy cái thông tin của mình thì người ta sẽ gửi email làm phiền cho mình rất là nhiều. Thì nếu mà các bạn không muốn người ta gửi email làm phiền mình ấy, thì các bạn nên tích vào cái phần này thì nó sẽ ẩn đi những thông tin của bạn, thì các bạn sẽ không bị là người ta làm email làm phiền, ví dụ như công cụ các bạn SEO hay là cái website hay là cái gì đó thì các bạn có thể ẩn cái này đó. Nhưng mà cái này thì sẽ cost các bạn là 92.000 trên 1 năm nha. Đó, mình khuyên các bạn là nên có nếu mà các bạn có tiền, còn nếu mà các bạn chưa có thu nhập tốt thì các bạn có thể bỏ qua. Đó, ở đây là mình để nguyên như này. Đó, sau khi đến đây thì các bạn sẽ thấy là tổng cái giá các bạn phải trả như này. Đó, sau khi đến đây thì các bạn có thể nhấn vào cái chỗ thanh toán ngay này. Đó, mình nhấn vào thanh toán ngay. Đó, click chỗ thanh toán ngay này. Đó, khi nhấn vào thanh toán ngay thì các bạn cần phải tạo một cái tài khoản này. Đó, các bạn viết một cái tài khoản đây. Ví dụ tài khoản mình rất là nhanh thôi. Mình sẽ viết. Đó, các bạn chỉ cần cho tên này, cho email này, sau đó cái mật khẩu này. Đó. Cái mật khẩu này vô cùng quan trọng nha, cái tên này, email này, địa chỉ email với cái mật khẩu này thì vô cùng quan trọng, các bạn cần phải nhớ. Nếu mà bây giờ không nhớ thì phải lưu ngay vào đâu đó để nhớ nè, tránh trường hợp mình đăng nhầm máy vào trong cái phần này mà đăng nhập không được nha. Đó. Khi mà các bạn nhớ mọi thứ rồi thì các bạn nhớ mở chỗ tạo tài khoản và thanh toán này cho mình. Ok, khi các bạn nhấn vào tạo tài khoản mà thanh toán ấy thì nó đưa các bạn đến đây. Thì đây, tránh trường hợp các bạn quên mật khẩu thì các bạn có thể lưu luôn. Đó. Ok, sau khi đến đây thì các bạn thấy là có rất là nhiều cái option, có rất nhiều cái phương thức thanh toán đây, thì các bạn có thể là chọn một trong những cái phương thức thanh toán này. Đầu tiên các bạn thấy có phần Visa Mastercard này. Nếu bạn nào có thẻ quốc tế thì các bạn nên chọn cái phương thức đầu tiên. Các bạn nào dùng PayPal thì các bạn có thể là nhúng PayPal này. Bạn nào chơi Bitcoin thì các bạn có thể dùng Bitcoin nha. Đó, còn Google Pay mình nghĩ là không ai dùng đúng không ạ? Đó, còn cái phổ biến nhất là bạn nào dùng ở nội địa ấy, thì bạn nào các bạn có thể thanh toán bằng thẻ nội địa đây, đó, ATM đây. Bạn nào dùng VTC Pay ấy, thì các bạn có thể click vào đây này. Đầu tiên ấy, thì đây mình khuyên là các bạn chọn cái này đúng không ạ? Nếu bạn nào có thẻ Visa thì cái này, hai cái này, ba là cái này đúng không ạ? Bốn cái này. Thì ở đây thì mình khuyên là các bạn chọn cái này nha. Đó, thì ví dụ các bạn click vào đây. Đó, khi các bạn click vào đây thì nó đưa các bạn đến đây, thì các bạn để đọc một chút đây, sau đó các bạn nhấn vào tiếp tục transfer này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến cái trang thanh toán này. Thì ở đây thì các bạn dùng cái thẻ nào ấy thì các bạn click vào cái thẻ đó, ví dụ như là ở đây các bạn dùng Techcombank, BIDV hay đó, thì các bạn có thể để click vào cái đó, sau đó các bạn rất đơn giản thôi, ví dụ các bạn click vào mình dùng MB chẳng hạn, thì mình chỉ cần cho chủ tên chủ tài chủ thẻ này, sau cho số thẻ này, đó, sau đó cho ngày hết hạn này, đó, sau cho số điện thoại, sau mình thanh toán. Ở đây có một cái điều lưu ý là nếu mà thẻ các bạn chưa thanh toán được thì các bạn cần phải vào cái Google App, cái app của các bạn, cái app các bạn đó, sau đó các bạn bật cái chức năng, các bạn vào cái phần là dịch vụ thẻ, các bạn bật cái chức năng là chi tiêu online nha. Các bạn cần phải bật cái chức năng đó lên thì các bạn mới có thể thanh toán được. Và nếu các bạn vẫn chưa thanh toán được thì có số điện thoại ở đây. Các bạn có thể liên hệ với bên đó hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp ra ngân hàng các bạn để các bạn để xem nếu mà chưa thanh toán được thì các bạn có thể là liên hệ bên đó để bên đó hỗ trợ nha. Còn đây thì mình sẽ trả bằng thẻ Visa Mastercard bởi vì mình có cái này rồi. Đến đây thì mình nhấn vào chỗ Visa Mastercard này.
Ok, đến đây thì mình chỉ cần nhập tên tên trên thẻ thôi, đó, tên của mình này. Đó, sau đó số thẻ này, đó, số thẻ là cái số dài dài, số dài dài ở trong cái thẻ các bạn nha, các bạn cứ cho cái số đấy vào. Ok. Sau đó ngày hết hạn này, các bạn có thể cho ngày hết hạn này. Ngày hết hạn là cái hai cái chữ số ở dưới cái dòng dài dài đó. Đó, cái mã CVC này thì các bạn đưa cái thẻ các bạn đằng sau ấy, thì có cái ba cái chữ số đằng sau thì các bạn cho ba cái chữ số vào đây thôi. Đó, ok, sau khi cho xong rồi các bạn kiểm tra một lượt ok rồi thì các bạn nhấn vào chỗ thanh toán ngay. Sau khi các bạn nhấn thanh toán ngay thì ngay lập tức nó sẽ bật cái pop-up này, nó sẽ gửi một cái tin nhắn đến cái số điện thoại các bạn nha. Thì các bạn cần phải viết nhanh bởi vì đây chỉ có một phút để các bạn viết cái chữ số thôi. Đó, các bạn viết này, kiểm tra điện thoại nha, trong điện thoại nó sẽ có đó. Ok, trường hợp mà các bạn không thấy có cái chữ này mở ra ấy, thì các bạn cần phải liên hệ bên bên ngân hàng các bạn nha. Đó của mình được rồi thì mình nhấn vào next này. Ok, bây giờ đã thanh toán hoàn thành nhé. Một khi mà các bạn thanh toán hoàn thành ấy thì nó sẽ báo như này. Đó, nó sẽ báo như này và nó tự động qua lại luôn cái trang ở đây. Đó thì nó sẽ bảo là Hello Sing. Đó. Sau như này. Đến đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ Get Started Now này cho mình nhé. Ok, thì khi mà các bạn nhấn vào Get Started Now thì nó hỏi mình một số câu hỏi. Thì đây thì nó bảo là I am create a website for. Thì đây là bạn tạo website cho ai? Thì mình cứ viết là cho myself này. Ở nó chỉ có một cái tham khảo cho mình thôi mà. Sau bạn tích bừa cũng được, tích bừa cũng được. I will be in business website. À, ví dụ như vậy, ví dụ như professional website creator experience create. Đó, ví dụ các bạn nói là I'm beginner như này. Ok, sau đó nó sẽ giới thiệu tất cả những cái này. Thì đến tất cả những cái này thì các bạn chọn cho mình là có cái phần select WordPress này nhé. Các bạn select cái WordPress này trước, sau đó đây nếu mà các bạn chọn cái này thì nó tự động cài đặt WooCommerce luôn. Nhưng mà đấy thì các bạn chọn cho mình là cái select này trước, sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cài những cái này sau. Các bạn nhấn vào select WordPress này. Ở đây thì các bạn cho email này, cho mật khẩu này. Ở cái email mật khẩu đây vô cùng quan trọng nha. Email thì các bạn dùng cái email cũ của các bạn lụi đây luôn. Và mật khẩu ấy thì các bạn cần phải có một cái mật khẩu đủ mạnh ở đây và các bạn cần phải nhớ cái mật khẩu này nha. Ok. Sau khi có mật khẩu rồi thì các bạn nhấn một cái chỗ continue. Ok, khi các bạn nhấn một continue thì là ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn thấy có rất nhiều cái giao diện đây các bạn có thể sử dụng này. Rất nhiều cái giao diện đây thì các bạn có thể lựa chọn trong này. Nhưng mà đấy thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo rồi thì đây các bạn nhấn vào chỗ skip I don't need the template này. Ok, khi các bạn nhấn vào skip thì nó ngay lập tức nó bày ra cái trang này. Nếu nếu mà các bạn dùng cái domain khác ấy, từ nhà cung cấp chất lượng khác ấy, từ nhà cung cấp domain khác ấy thì các bạn chọn cái phần này nha. Còn đây thì mình đã mua cùng với nhau rồi thì đây mình chọn cái này luôn. Đó, các bạn chọn cái này này, còn của các bạn nếu mà bạn nào dùng cái tên miền bên khác thì chọn cái phần này. Đó, mình nhấn vào select này. Đến cái đoạn này có một cái điều lưu ý là nếu mà nó cứ có cái hình ảnh là nó cứ quay vòng như này mãi mà không vào được. Đấy, thì các bạn có thể là thử các bước như sau. Bởi vì khi mình cài đặt đến bước này ấy, thì máy tính của mình nó không biết sao nó bị lưu cache hay là như nào ấy. Nó tải mãi nó không tải được. Thì mình có liên hệ với bên Hostinger. Thì bên kia các bạn thấy này mình gửi rất là nhiều email này, 15 email này. Trong đó thì cả email cuối cùng ấy thì mình đã làm được. Thứ nhất này, để mình dịch cho các bạn thấy này. Ở đây chỉ là trường hợp cho các bạn mà không đến cái bước này mà không làm được thôi nhé. Đó. Thì đây, nếu mà đến cái bước này các bạn không làm được thì nó khuyên như này. Thứ nhất là xóa bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn thực hiện tại đây này. Sử dụng một thiết bị khác, máy tính khác này. Hãy sử dụng một trang web proxy hoặc chẳng hạn như proxy như cái này đó. Khởi động lại model máy tính này, bộ này, định tuyến của bạn. Hãy thử sử dụng trình duyệt thiết bị khác.
Đó thì mình gửi rất nhiều email sau khi đến cái bước này thì mình thử sử dụng cái máy tính khác. Đó, mình sử dụng một cái máy tính khác của mình thì mình đã cài đặt được nha. Nếu bạn nào đến cái bước này mà vẫn chưa nó vẫn tải máy không được thì các bạn dùng máy tính khác để cài đặt được nha. Đó, còn nếu không thì các bạn cứ xóa cache rồi các bạn cài lại rồi thay proxy xem như nào nhé. Nếu của bạn vẫn hoạt động tốt thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chọn select này. Sau đó ở đây thì các bạn chọn đúng cái quốc gia của mình nha. Các bạn chọn là Việt Nam này. Các bạn cứ tìm nha, các bạn cứ tìm đây là Việt Nam. Nó sẽ nằm ở dưới đâu đó ở dưới này. Đó, ok, khi các bạn chọn được Việt Nam thì ở dưới này các bạn chọn cho mình là Company Original nha, bởi vì khi các bạn chọn cái phương thức này thì nó sẽ có nhiều option hơn khi các bạn cài đặt nha. Đó, tiếp theo này ở dưới có cái phần này thì các bạn cho tên thôi. Đầu tiên này đây là nơi các bạn có thể là cho thông tin cho cái domain của các bạn nhé. Đầu tiên các bạn cho tên này, sau đó cho họ của bạn này là last name là họ này. Sau đó cái company name này thì các bạn cho tên họ tên của các bạn vào đây thôi. Đó, còn cái địa chỉ thì các bạn cho một cái địa chỉ nào đó là được. À, cái địa chỉ các bạn ở đó. Tiếp theo là cái phần city này là cái tỉnh các bạn này. Đó, sau đó số điện thoại các bạn này cứ viết bình thường vào đây nhé. Không viết số 0 nha. Đó, sau đó ở dưới này thì các bạn chọn nơi các bạn ở thôi. Ví dụ đây mình ở Lào Cai, mình chọn Lào Cai này. Sau má zip code này. Ở cái zip code này nếu mà bạn nào chưa biết zip code của mình như nào ấy thì các bạn lên mạng mà tìm nha. Đó, thì bằng cách các bạn mở cái tab mới này. Sau đó các bạn viết là zip code này. Đó, sau đó cộng với cái tỉnh của bạn đó, các bạn cứ viết là zip code cộng với nơi các bạn ở, sau đó các bạn nhấn enter. Đó, khi các bạn nhấn enter thì các bạn sẽ thấy có cái mã zip code ngay ở trên đầu. Nếu các bạn không thấy đây thì các bạn vào một trang website nào đó nhé của mình. Đây rồi mình copy này, sau mình qua lại đó, mình paste lại dưới này. Ok, sau mình nhớ finish and register này. Đó, các bạn kiểm tra một lượt xem nó thông tin đúng chưa đấy. Ở đây các bạn có thể là sửa cho nó chữ viết hoa cho nó đẹp. Ok, sau các bạn nhấn vào Finish Register này. Ok, thì nó bắt đầu đăng ký này. Ok, sau khi đến đây thì nó có đầy đủ thông tin cho cái domain của các bạn đây này. Đó. Thì đây các bạn chỉ cần nhấn vào cái phần mà Finish Setup thôi. Các bạn click vào Finish Setup. Đó, thì các bạn đợi một lúc. Bạn đợi một lúc nó đang set up mọi thứ này, xem nó bảo là phải đợi khoảng 3 phút này. À, các bạn cứ đợi đây. Các bạn thấy này, đó, nó almost ready đó, nó đã ready rồi. Đó, trang website của bạn đã hoàn thành nha. Các bạn thấy này, có hai cái option này. Ở đây các bạn chọn cái option đầu tiên nhé, các bạn nhấn vào Manage WordPress này. Đó, sau đó nó sẽ mở cái tab mới như này. Sau đó nó sẽ đưa các bạn thẳng đến trang website của các bạn đây. Thì bây giờ trang website của bạn đã ở trên online rồi. Các bạn ở bất kỳ nước nào, các bạn ở bất kỳ nơi đâu, các bạn truy cập vào cái đường link, cái tên miền các bạn thì các bạn sẽ thấy được cái trang website của bạn nha. Thì bây giờ trang website đang rất là xấu đúng không ạ? Thì lát nữa mình sẽ hướng các bạn làm thế nào để chúng ta tối ưu được một trang website vô cùng đẹp nha. Đầu tiên ấy thì các bạn nếu mà các bạn muốn đăng nhập vào bên trong ấy thì các bạn có thể di chuột ra đây, sau đó nhấn vào dashboard này này. Đó, các bạn nhấn vào dashboard thì các bạn sẽ thấy được bên trong như này. Còn nếu các bạn muốn nhìn ngoài, các bạn di chuột ra đây, các bạn thấy có phần visit site này, các bạn click vào đây thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến ngoài như này. Còn nếu các bạn thoát hàng này, các bạn thoát hàng ví dụ các bạn log out này chẳng hạn, sau đó các bạn ở ngoài các bạn nhìn thấy như này thì như này chính xác giống như khách nhìn đó, thì các bạn không biết làm thế nào để đăng nhập vào bên trong thì các bạn cho chuột lên trên này. Đó, các bạn cho chuột lên trên này, sau đó các bạn viết là gạch này WP gạch admin. Đó, các bạn viết chính xác như này, các bạn nhấn enter. Sau khi các bạn nhấn enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn vào bên trong để đăng nhập nha. Đây là trường hợp nếu mà các bạn mà thoát mà các bạn không biết đăng nhập như nào thôi nha. Ở đây thì các bạn nhớ là cho email này, cho cái tên vừa nãy, cho cái tên vừa nãy các bạn vừa đăng ký ở bên kia nha. Mình bảo các bạn nhớ đó. Các bạn cho email của các bạn cài đặt WordPress này, sau đó các bạn cho cái mật khẩu vừa nãy các bạn nhớ để đây nha. Đó, sau đó các bạn nhấn vào login này. Ok, sau khi các bạn vào được bên trong của WordPress rồi ấy, thì đây bây giờ các bạn bắt đầu làm website thôi đúng không ạ? Bây giờ các bạn bắt đầu làm website thôi. Thì nếu các bạn chưa biết làm website như thế nào thì mình có
Cái mình có rất là nhiều video ở trên này. Các bạn có thể search là thiết kế website, website xinh dàng chẳng hạn. Hoặc là các bạn search là thiết kế website bán hàng thì mình luôn là ở trên những cái top, nó không không phải top một đâu, nhưng mà nó mình có rất là nhiều video hướng dẫn ở trên này, thì các bạn có thể học một trong cái video này, các bạn cảm thấy phù hợp cho cái cửa hàng các bạn thì các bạn học một cái để các bạn làm website nha. Đó, thì sau khi các bạn có rồi thì các bạn lên trên này, các bạn tìm một cái video của mình để làm website nha. Như các bạn thấy thì đây là cái giao diện bên trong của Hostinger. Thì các bạn thấy thì giao diện đây nhìn rất là đơn giản đúng không ạ? Nó không phức tạp như những cái giao diện khác, mà giao diện này nó vô cùng hiện đại. Như các bạn thấy thì các bạn khi mà các bạn vào cái phần home này thì các bạn sẽ luôn là thấy thứ nhất là hosting của mình. Đó, thứ hai là domain của mình. Đó, nó có hai phần rất đơn giản như vậy thôi. Đó, thứ nhất là hosting mình đã mua, thứ hai là domain của mình đã mua. Sau đây ví dụ như các bạn muốn vào hosting ấy thì các bạn click vào đây, hoặc là các bạn có thể click vào đây thôi. Đó, ví dụ mình click vào đây chẳng hạn. Ở thì trong hosting này thì các bạn sẽ thấy là cái hosting của bạn đây, thì các bạn chỉ cần nhấn vào manage. Ở khi các bạn nhấn vào manager thì các bạn đã đăng nhập vào bên trong của cPanel rồi. Đó, đây thì các bạn thấy ạ, nó vô cùng đơn giản đây. Đó, nếu mà bạn nào mà dùng SiteGround ấy thì cái thằng Hostinger ấy thì giao diện của nó lại được thiết kế lại, nó gần giống như thằng SiteGround ấy, nó rất là dễ làm việc, rất là dễ làm việc. So với những cái hosting ở, mình nghĩ là ở Việt Nam hoặc là đâu đó thì hosting vẫn còn cổ đại như ngày xưa, mà nó vẫn còn nhiều cái phức tạp lắm. Nhưng mà những cái thằng ví dụ Hostinger hoặc là SiteGround ấy, người ta tối ưu hơn. Kể cả bên Netgear, trước đó mình có hướng dẫn về Netgear thì nó cũng hơi phức tạp một chút, nhưng mà như thằng Hostinger này giao diện của nó rất là dễ dùng này. Các bạn thấy này, các bạn thích cái gì, các bạn muốn dùng cái gì ấy, thì các bạn chỉ vào đây và dùng này, với backup rồi database rồi mọi thứ ở đây. Đó, giao diện của nó rất là dễ dùng đúng không ạ? Ví dụ các bạn vào email chẳng hạn. Đó, giao diện email đây. Đó, các bạn chỉ cần click vào đây sau đó tạo email thôi. Đó, rất đơn giản như vậy. Hoặc là vào domain này. Đó, tên miền các bạn này. Đó, các bạn thấy này, tên miền ở đây. Đó, click vào chỗ này. Đó, click chỗ này chẳng hạn này, thì nó bay vào bên trong. Đó, rất đơn giản như vậy. Đó, tên miền nó rất là dễ luôn. Đó, ví dụ các bạn qua lại cái phần home này. À, sau đó ví dụ các bạn vào xem website chẳng hạn thì các bạn nhấn vào cái chỗ manage domain này. À, khi bạn nhấn vào manage domain thì các bạn thấy ở đây thì là nơi các bạn quản trị cái tên miền của bạn này. À, các bạn sẽ thấy là name server này, contact này, help này, get a domain này. Đó, rất dễ dùng đúng không ạ? Rất dễ dùng. À, đó chính là mình đã review một số cái giao gọi là cái bên trong giao diện bên trong của Hostinger, đó rất là dễ dùng. Đó, khi mà các bạn dùng cái Hostinger thì rất dễ để các bạn có thể tìm tìm thứ mà các bạn cần. Nó không rối như một số cái trang website khác. Mình dùng rất là nhiều, mình chung là mình dùng rất là nhiều cái hosting bên khác rồi, thì cái thằng này với thằng SiteGround thì nó có cái giao diện nó khá là đẹp và nó rất thân thiện nha. Đó, ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn về giá cả rồi giao diện rồi này nọ rồi. Đó, tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta đi kiểm tra cái tốc độ website xem nó nhanh hay không này. Đó, thì cho các bạn mà chưa xem cái video của mình ấy, mình có một cái video là mình vừa làm trưa nay. Đó, các bạn có thể là viết là Hostinger toàn tập. Đó, các bạn có thể tìm như này để các bạn thấy cái video đó của mình nhé. Thì trong cái video này ấy, đây, trong video này ấy, mình hướng dẫn các bạn là toàn tập luôn, mình đã hướng dẫn các bạn mua tên miền hosting, cài đặt chứng chỉ SSL, rồi chuyển website từ mình hướng dẫn các bạn chuyển website từ cái nơi từ cái website cũ, mà có thể website cũ nó giá quá đắt hoặc là tốc độ chậm website của bạn, mà các bạn muốn chuyển về Hostinger thì mình cũng có hướng dẫn ở trong này, và mình đã test tốc độ nhá. Mình test tốc độ thì trước đó mình có dùng thằng Site, mình có dùng cái thằng mà SiteGround này này. Thằng này giá vô cùng đắt bây giờ nha, giá vô cùng đắt, các bạn thấy này, giá vô cùng đắt. Đây mình có dùng cái trang website của mình có tên là Westlot đó. Nếu mà các bạn xem trong cái video này thì chắc chắn các bạn sẽ thấy cái video đó. Đây, mình cái website của mình đây. Đây, cái website của mình tên là westlot12.com đây. Thì mình có test cái video này ở trong, mình có dùng cái video này test đấy. Thì thằng SiteGround ấy thì tốc độ của nó còn chậm hơn cả cái thằng Hostinger. Nhưng mà cái thằng SiteGround này giá vô cùng đắt nha, giá vô cùng đắt nhưng mà tốc độ của nó còn chậm hơn. Thì mình nghĩ là cái thằng SiteGround này nó gọi là một trong những cái hosting tốt nhất thế giới rồi, nhưng mà tốc độ nó còn chậm. Thì nếu mà
nếu mà các bạn dùng một số cái hosting ở Việt Nam ấy, thì mình nghĩ là chắc chắn là website của bạn nó sẽ vô cùng chậm thôi. Nếu mà các bạn chuyển sang bên Hostinger ấy, thì mình đó là một cái lựa chọn tốt. Mình cũng không chắc chắn là nó sẽ tốt nhất như bạn nghĩ, nhưng mà mình nghĩ là đó sẽ là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì khi mà nếu các bạn xem cái video của mình test nhé, thì trước đó mình có dùng trang website của mình test này. Đầu tiên là mình test ở trong ở đây thì mình không có cái file đó, bởi vì mình đã chuyển từ bên Hostinger, mình đã chuyển từ SiteGround về Hostinger rồi. Thì nhưng mà mình có thu lại cái màn hình này, mình có thu lại cái màn hình. Nếu các bạn xem cái video của mình ấy, cái video này của mình ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ thấy cái điều đó thôi. Đó, nếu các bạn chưa thấy thì các bạn có thể để xem cái này. Nhưng ở đây mình có giải thích một chút như này. Khi cái trang website của mình là như này, nó đang ở SiteGround ấy, thì tốc độ load của nó là 67. Nhưng mà khi mình chuyển về Hostinger này, mình cho các bạn thấy này. Khi mình chuyển về Hostinger thì tốc độ của nó một phát nó lên luôn 72. Thì có nghĩa là cái thằng Hostinger nó tốc độ nó chạy nhanh hơn. Còn trên máy tính ấy của nó là 88, đúng không ạ? Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Trong thiết bị di động là 72. Trong khi đó là mình chưa dùng một cái công cụ nào, mình chưa dùng cái plugin nào để tối ưu luôn nhé. Mình chưa dùng cái plugin nào để tối ưu làm thế nào tăng tốc trang website này luôn. Cái trang website này là mình thiết kế rất bình thường thôi. Nhưng mà tốc độ ta khi mà ta chuyển từ SiteGround về Hostinger, tốc độ của nó là 72, đó, vô cùng đáng kinh ngạc đúng không ạ? Đó, sau đó mình có kiểm tra một số cái khác này, ví dụ mình kiểm tra trong GTmetrix, trong bên GTmetrix thì ở SiteGround ấy của nó là đây mình sẽ đó, ở SiteGround thì của nó là 2.2.5, nhưng mà khi mà mình bê nó về Hostinger này, mình bê nó về Hostinger, các bạn thấy ạ, của nó chỉ có 2.0 thôi, 2.0 thôi, sau đó nó không request cái gì cả, hai cái này không thôi, có nghĩa là cái này nó Hostinger nó nhanh hơn rất là nhiều so với SiteGround đúng không ạ. Tiếp tục mình vẫn có kiểm tra ở bên Pingdom này, Pingdom của nó tốc độ load của nó là 1.07 giây, nhưng mà khi mình chuyển về Hostinger ấy, thì các bạn thấy là tốc độ của nó chỉ có 0.98 mili giây. Các bạn thấy ạ, nó vô cùng nhanh đó này. Thì có nghĩa là tất cả những kết quả đó chứng minh rằng Hostinger ấy thì nó có cái tốc độ nó load nhanh hơn. Thì nếu các bạn muốn có một cái trang website, các bạn muốn có một cái gói hosting giá rẻ nhá, giá vô cùng rẻ, và cái tốc độ load trang website nhanh, thì các bạn nên chọn Hostinger. Bởi vì Hostinger ấy, giống như mình không chỉ là mình nói, mà là mình đã test rất là nhiều thứ. Thì nếu mà các bạn xem video của mình, mấy cái video trước đến giờ, thì các bạn sẽ biết cái điều đó. Đó, ok, thì đó chính là cách mà mình đã review cho các bạn thấy rồi. Thì bây giờ đây là lựa chọn của các bạn, đúng không ạ? Lựa chọn các bạn có thể là mua Hostinger hoặc là không. Thì nếu mà các bạn mua Hostinger thì các bạn nhớ là click vào cái đường link đầu tiên ở dưới cái phần mô tả video này. Thì ở cái link đó là cái link affiliate của mình. Nếu mà các bạn mua qua cái đường link đó thì mình sẽ được một chút phần trăm từ Hostinger. Như cái việc đó ấy thì sẽ giúp mình phát triển cái kênh YouTube của mình, và mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình sẽ ra nhiều cái video hơn, hữu ích hơn để các bạn tạo trang website để giúp các bạn bán hàng thành công ở trên online nhé. Đó, ok, thì đó chính là một số cái review và một số cái mà mình nghĩ là Hostinger nó cũng không phải là quá tệ, mà nó ok, rất là ok, đúng không ạ? Rất là ok so với những cái hosting khác. Đó, nếu các bạn thích những kiến thức mình chia sẻ về thiết kế website và kinh doanh online trên kênh YouTube này, thì hãy giúp mình đăng ký kênh YouTube ngay bây giờ vào cái chuông bên cạnh. Mỗi khi mình ăn một cái video nào đó thì các bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. Mình cảm ơn các bạn, mình sẽ hẹn các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.